Thưa quý vị, chiều nay Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc, nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật công chứng sửa đổi. Dự thảo luật gồm 10 chương 78 điều, được xây dựng trên cơ sở giữ nguyên 9 điều, sửa đổi 61 điều, giảm bớt 12 điều và bổ sung 9 điều mới trong tổng số 81 điều của luật công chứng năm 2014. Dự thảo luật công chứng sửa đổi đã bỏ phiếu yêu cầu công chứng trong thành phần hồ sơ yêu cầu công chứng, cho phép xuất trình bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực nếu không có bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng trong một số trường hợp cụ thể. Quy định rõ các trường hợp được công chứng ngoài trụ sở. Dự thảo luật cũng quy định về công chứng điện tử, thời điểm có hiệu lực, giá trị của văn bản công chứng điện tử và việc chuyển đổi hình thức giữa văn bản công chứng điện tử và văn bản công chứng giấy, quy định về quy trình công chứng điện tử. Thẩm tra dự án luật, Thường trực Ủy ban Pháp luật cho rằng chỉ nên giao chính phủ thực hiện thí điểm công chứng điện tử, trên cơ sở đó tiến hành tổng kết thực tiễn làm cơ sở luật hóa nội dung này. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần xác định rõ khái niệm, nội hàm của công chứng điện tử để thống nhất cách hiểu và áp dụng pháp luật, đề xuất giải pháp khắc phục được các hạn chế mà công nghệ chưa thể thực hiện thay con người như đã nêu trong báo cáo thẩm tra đầy đủ để có cơ sở thực hiện theo lộ trình. Bổ sung quy định cụ thể hơn về trình tự, thủ tục và hồ sơ công chứng điện tử để bảo đảm kiểm soát việc thực thi lộ trình công chứng điện tử. Thảo luận về những nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật công chứng sửa đổi, đa số ý kiến nhất trí sự cần thiết sửa đổi quy định về công chứng nhằm hạn chế bất cập nảy sinh cũng như đưa ra các quy định phù hợp hơn với thực tế hiện nay. Theo ý kiến của một số đại biểu, với quy định về bổ nhiệm công chứng viên với những đối tượng đặc thù như người từng làm thẩm phán, luật sư, dự thảo cần có quy định rõ thủ tục, trình tự xác minh khi bổ nhiệm công chứng viên. Về địa điểm công chứng, dự thảo quy định có thể tiến hành công chứng bên ngoài trụ sở tổ chức hành nghề công chứng với những trường hợp đang thực hiện công việc đặc thù. Đại biểu cho rằng cần có quy định cụ thể hơn. Thì đối với quy định này, tôi đề nghị quy định cụ thể là các nhiệm vụ công việc đặc thù mà không thể đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng để thống nhất, tránh tùy tiện trong việc áp dụng pháp luật. Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà cho rằng cần thiết phải quy định bắt buộc công chứng điều lệ doanh nghiệp, hồ sơ thành lập doanh nghiệp và các biên bản họp hội đồng quản trị, hội đồng thành viên trong các doanh nghiệp để giảm thiểu nhiều rủi ro pháp lý phát sinh như các vụ án vừa qua. Giả mạo chữ ký trong điều lệ doanh nghiệp, biên bản họp hội đồng quản trị, hội đồng thành viên và các văn bản nội bộ doanh nghiệp đã diễn ra. Có nhiều vụ án liên quan để lại hậu quả rất lớn, điển hình như vụ Vạn Thịnh Phát với hàng loạt hành vi làm giả hồ sơ doanh nghiệp, lập khống hồ sơ vay vốn, thuê người đứng tên cổ phần, rồi vụ án Trương Mỹ Lan đã thao túng 95% cổ phần SCB và điều hành hơn 1.000 doanh nghiệp, gây thiệt hại hàng trăm ngàn tỷ đồng. Về công chứng bản dịch, dự thảo quy định không công chứng tính chính xác, hợp pháp của bản dịch mà chỉ chứng thực chữ ký người dịch. Theo đại biểu Nguyễn Thị Lan, dự thảo nên giữ nguyên luật hiện hành về quy định này. Nếu như mà cái việc công chứng viên, công chứng bản dịch mà lại chỉ đơn giản là chứng thực chữ ký của người dịch thì chỉ là công chứng gián tiếp mà chưa trực tiếp để thực hiện các cái nội dung của bản dịch thì chúng tôi thấy rằng là cái điều này nó cũng chưa phù hợp với bản chất của công chứng. Theo cơ quan chủ trì soạn thảo, việc chứng nhận bản dịch không còn thuộc phạm vi công chứng vì việc chứng minh tính hợp pháp của bản dịch là rất khó. Công chứng viên cần rất nhiều căn cứ để làm được điều này. Thay vào đó, dự thảo luật đã giao cho công chứng viên thực hiện chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật về chứng thực.